Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Thảo. Hôm nay Thảo sang món bún cà chua nha mọi người. Bún nấu với lại cà chua với lại thịt bò. Bún cà chua thịt bò. Đó, bữa nay mình dắt tụi làm nhà có gì Thảo nấu đó nha. Dưới đây Thảo có ít rau cần với salad nữa với ngò rí thôi, đơn giản. Cái món này dễ nấu lắm mọi người. Mình xào cà chua xong rồi ai thích thịt bò thì bỏ thịt bò, còn thích thịt heo hoặc là thích tôm, thích mực gì đó cũng được hết trơn á. Nói chung là mình bỏ cái gì vô thì thích ăn cái gì thì mình bỏ cái đó. Đó. Thích hải sản thì bỏ hải sản. Thảo thì Thảo thích thịt bò. Rồi, mời mọi người nha. Để Thảo cho miếng nước mắm với lại chanh với lại sa tế vô cho nó thơm thơm. Có mùi xả thơm. Nóng hỏi cái món này mình nấu rất là nhanh luôn, nấu ăn sáng, ăn trưa, ăn tối gì cũng được. Cái này mình nấu mình bỏ miếng bỏ này kia hủ tiếu được cũng được đó mọi người, nói chung dễ á. Chua nhẹ của cà chua. Rau thì Thảo nhà Thảo còn cần tàu cho nên Thảo bào Thảo bỏ vô. Bún cà chua thịt bò. Cái món này dành cho những người bận rộn không có thời gian nhiều để nấu ăn nè, tại nấu nó rất là nhanh, hoặc là sáng không có đi ăn sáng ngoài á, nấu cũng nhanh nữa. Ăn đi con. Nóng có món này hả? Này hả? Nó tắt cái đèn của mẹ bây giờ. Ừ.
Để cho mẹ quay xíu nè. Cái tô này của Hảo là một trái cà chua, nửa trái Hảo cắt nhỏ ra Hảo xào, còn một nửa nửa trái Hảo cắt ra làm ba, Hảo bỏ vô hành muối. Đúng rồi, ai mà thích bún, thích ăn mấy món nước chua chua giống Thảo á, không bỏ qua món này được. Thảo đừng bỏ qua món này. Đơn giản mà ăn rất là dính nha mọi người. Rồi, sạch. Video của Hảo sẽ kết thúc ở đây. Cảm ơn mọi người đã xem. Hảo chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha. Bye bye.